Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay là em hôm qua là anh Cường có xuống nhà mình chơi giao lưu với dàn của Bắp Miền Tây. Thì hôm nay là mình lên lại để mình giao lưu lại cái dàn của kẹo kéo Chí Cường nha anh em. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cái dàn máy với loa. Thì nói chung là dịch hôm nay 2 tháng thì dàn máy dàn loa cũng đem xuống đất để lên trên nhà để chứ không có còn để trên xe nữa. Cái ống áp rồi, cái ống áp này hình như chỉnh chỉnh bằng tay luôn hay sao á, phải không? Chỉnh bằng tay luôn hả? Có cái cục dặn nè. À, vậy là gọi là cái xiệt kích thủ công. Thì gồm 2 súp, 2 phun đôi và 1 cặp phun chiếc. Đó. Chủ máy nha, hôm nay dịch quá lâu đem dàn máy vô nhà luôn. Cái thùng này cái thùng lo hả? À, ai 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 chế hả? Cái ống áp rồi, cái ống áp này hình như chỉnh chỉnh bằng tay luôn hay sao á, phải không? Chỉnh bằng tay luôn hả? Có cái cục dặn nè. À, vậy là gọi là cái xiệt kích thủ công. Thì gồm 2 súp, 2 phun đôi và 1 cặp phun chiếc. Đó. Chủ máy nha, hôm nay dịch quá lâu đem dàn máy vô nhà luôn. Cái thùng này cái thùng lo hả? À, ai 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 chế hả? Chưa cắm lai nhạc vô hả? Không phải không quá. Tôi là tôi ngại nhất với cái trường hợp mà cắm sau này. Của tôi cái vang á, bắt đầu cái tôi cắm như là cái bóng. Chúc Bảo hát tôi quay ha. Ừ. À, hay hát lên tôi quay chứ. Cái kênh của tôi hát người ta chửi trời luôn trời. Ê, ra. Điện không đó. Ra đi, dẫn em đi chơi đi Thành. Thì trong quá trình chủ máy set up. Lo này con 75 200 thì anh em biết cái tình trạng mà khi mà máy móc nghỉ quá lâu thì chủ máy quên cách chỉnh luôn. nghỉ lâu quá quên. Quá giờ đồ nó xét quá nó quên cách chỉnh luôn. Không bị cắt này. Nãy mình ghim chậm á, ghim vô cái giống như cái laptop mình ghim vô mình phải bấm ok á. Chưa vô nhạc. Cái laptop mà ông để lên cái này là giống như là mình mà bị bóp cổ rồi ngạt mũi. Nóng máy. Giá vừa thì em vẫn dối trường. Chính mình dịu em thơ sắc thơ. Và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trường. Bây giờ là chủ máy hát nha em.
mẹ bây giờ con nhớ con không, tôi mới hay có phải xa gia đình, coi cũng thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa còn còn sao nức nở, tiếng thân con thơ no đôi nhờ ai. Đời nói trôi đau biết đắng cay mãi, nước mắt con tuôn theo nhớ mẹ rồi từng đêm.